Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh bên em thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024, cũng là tức ngày coi như là mùng 1 tháng 5 năm 2024. Thì là hôm nay thì là cũng nhân dịp đầu tháng mới, thì mình chúc các bạn coi như là toàn thể các bạn thì là đang xem clip của mình, các bạn đăng ký kênh YouTube của mình, hoặc các bạn mà chưa xem hoặc các bạn đang xem clip của mình, thì là một tháng mới coi như là tràn đầy niềm vui này, hạnh phúc này, cuộc sống thì luôn luôn vui vẻ này, kiếm tháng này thì kiếm thật nhiều tiền này và ủng hộ thật nhiều sản phẩm điện thoại giá rẻ bên mình các bạn nhé. Và các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào thì các bạn thể liên hệ trực tiếp bên em là hàng, hoặc các bạn lên kênh YouTube Triệu Phú TV để xem live báo giá chi tiết cho mình các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên em thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình qua hai số hotline là 0966221789 và số 0833. Hai số này bên em đều dùng Zalo hết các bạn nhé. Và địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72 phố Ba Thá, Viên An, Hòa Lội. Bạn nào gần thì bạn có thể search Google Map qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu trao đổi mua bán. Còn ở xa thì bạn không qua trực tiếp cửa hàng bên em được, thì bên em có ship cô ba miền các bạn nhé. Và hình thức mua hàng ship CD ấy thì các bạn hoan hỉ cọc cho em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Và khi sản phẩm tới tay các bạn ấy thì các bạn được kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bạn mới phải thanh toán tiền các bạn nhé. Và sản phẩm bên em bán ra thì bên em sẽ bảo hành tất cho bạn như là toàn bao test cho bạn như là toàn máy là 15 ngày và bảo hành phần cứng lên tới tận là 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhá. Và sản phẩm đầu tiên thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được một sản phẩm là của Samsung, phân khúc coi như là hơn 7 triệu đồng, chưa đến 8 triệu đồng thì ở thời điểm tại con này cực kỳ đáng mua bạn nhá. Đấy, một mẫu siêu phẩm của Samsung. Đấy. Năm ngoái thì con này của nhà mình thì nó rất là hot các bạn nhá. Năm ngoái thì cũng rất hot. Nói chung là sang năm nay cũng rất là hot. Nói chung cũng rất nhiều bạn là đang xài cái con S21 Ultra 5G đấy các bạn nhé. Thì là về cái tổng quan ngoại hình con này của nhà mình thì ngoại hình thì máy còn là trên 90%. So với máy mới thì con này của mình cũng là 18-10 các bạn nhé. Mặt lưng của nó thì mặt lưng nhám, chống vân tay, chống bụi bẩn cực kỳ ok các bạn nhé. Con này của mình là trang bị một màn hình cong, màn hình OLED 6.8 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng các bạn nhé. Cái dòng này của nhà mình thì là phiên bản của Mỹ, sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 888 5G các bạn nhá. Siêu nhanh siêu mượt các bạn nhá. Con phiên bản của Mỹ này sẽ là hỗ trợ hai SIM hai sóng, một SIM vật lý và một SIM eSIM. Và thông tin pin con này của mình là pin 5000 mAh các bạn nhá. Cấu hình của con này của mình sẽ là RAM 12, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Camera bọn này chụp ảnh siêu nét luôn. Camera trước sau selfie thì chụp ảnh rất là sắc nét các bạn nhá. Đây, chụp ảnh rất là sắc nét luôn. Màn hình cong rất đẹp luôn các bạn nhá. Và có tốc độ làm mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt luôn. Đấy, siêu nhanh siêu mượt luôn. Màn hình thì là màn hình trắng sáng đẹp. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Galaxy S21 Ultra 5G này bình thường giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá có như là 8 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ sell sập sàn cho bạn, là em sẽ giảm có như là tận 300.000 đồng các bạn nhé. Có riêng với sản phẩm này thì bên em sẽ giảm là 300.000 đồng, là còn coi như là 7.700.000 đồng. Đấy, một mức giá cực kỳ là rẻ, 7.7 triệu. Các bạn đã sở hữu sản phẩm cũng như là Galaxy S21 Ultra 5G các bạn nhá. Rất là rẻ, rất là hời cho các bạn nhá. Các bạn quan tâm thì các bạn liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhá. Giá rất hợp lý các bạn nhá. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về tiếp tục được một siêu phẩm của Samsung, phân khúc cũng như là cũng là 7 đến 8 triệu đồng, cũng cực kỳ là ngon các bạn nhá. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm cũng như là Galaxy Note 20 Ultra 5G các bạn nhé. Một mẫu máy cũng rất là ngon, rất là hot các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này của nhà mình thì còn là về ngoại hình thì máy còn rất đẹp nhé. Con này của mình là so về máy mới cũng là 18, 19, 10. Máy màu đen bóng này, còn soi được cả gương các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là màn hình của nó sẽ là to hơn cái con S21 Ultra các bạn nhé. Trang bị một màn hình AMOLED 6.9 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng bạn nhé. Màn hình của nó thì là siêu đẹp luôn, nói chung là siêu đẹp siêu nét các bạn nhé. Camera bọn này chụp ảnh chấm hết luôn, trước sau thì Samsung thì thật các bạn chấm hết luôn bạn nhé, rất là đẹp các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là trang bị của nó thì là cũng là phiên bản của Mỹ, cũng có chip 5G, sóng 5G đời mới. Phiên bản của Mỹ cũng hỗ trợ hai SIM các bạn nhé, một SIM vật lý và một SIM eSIM. Thông tin pin con này của mình là pin 4500 mAh. Cấu hình sẽ là RAM 12, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Màn hình con này bên em thì cũng là màn hình đẹp trắng sáng, camera cũng đục lỗ màn hình rất là ngon các bạn nhé. Cũng có tốc độ làm mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt các bạn nhé. Dòng này nó có hỗ trợ cái bút để các bạn có thể bấm bút quay phim chụp ảnh rất là ngon luôn các bạn nhé. Đấy,
Sản phẩm này thì bên mình ở cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 8 triệu đồng. Đấy, giá ở cửa hàng bên em đang 8 triệu đồng các bạn nhé. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ sell sập sàn cho bạn với mức giá bao nhiêu nhỉ? Là 7 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, các bạn được giảm 500 nghìn đồng trực tiếp vào máy các bạn nhé. Đấy, riêng với ngày hôm nay bên em sẽ giảm cực kỳ là sâu luôn, giảm khoảng 500k trực tiếp vào máy là còn 7 triệu 500k. Đấy, giá cửa hàng là 8 triệu các bạn nhé. Bên em bán cũng 7 triệu 500k thôi, rất là rẻ. Các bạn mua này về dùng rất là ngon các bạn nhé. Một siêu phẩm của Samsung các bạn nhé. Và tiếp theo trong cái buổi phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về tiếp tục được một siêu phẩm của Samsung các bạn nhé. Phân khúc coi như là cũng 11 đến 12 triệu đồng, cực kỳ đáng mua hiện tại các bạn nhé. Trên tay bên em đây là siêu phẩm coi như là Galaxy S22 Ultra 5G các bạn nhé. Con này của mình thì là máy đẹp. Máy đẹp, ngoại hình thì là máy đẹp, nét nét luôn các bạn nhé. Không phải lo về ngoại hình các bạn nhé. Dòng này cũng có cái bút này, các bạn phải được bấm bút quay phim chụp ảnh rất là ngon các bạn nhé. Màn hình thì con này của mình thì màn hình đẹp trắng sáng. Cái dòng này của nhà mình thì là sẽ là trang bị một màn hình AMOLED 6.8 inch, màn hình AMOLED 2X các bạn nhé. Độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng các bạn nhé. Về cái cấu hình con này của mình là sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 8 Gen 1 các bạn nhé. Chip này thì siêu nhanh siêu mượt, quá là ngon các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là sẽ là phiên bản của Mỹ này, cũng có chip 5G, sóng 5G đời mới, sẽ là cũng là hỗ trợ hai sim bạn nhé, một sim vật lý và một sim mesh sim. Thông tin pin sẽ là pin 5000 các bạn nhé. Cấu hình cái con này của mình sẽ là ra 12, bộ nhớ trong sẽ là 256GB bạn nhé. Đấy, ra 12, bộ nhớ trong là 256GB. Và cũng có tốc độ làm mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt các bạn nhé. Pin 5000mAh. Đấy, camera thì chụp ảnh bọn này chấm hết rồi, quá đẹp luôn. Camera trước sau selfie thì bọn này chấm hết các bạn nhé. Dùng những con này nó thật các bạn đáng đồng tiền bát gạo luôn. Phân khúc ngang với coi như là 12 Pro Max, các bạn có thể là cân nhắc em này các bạn nhé. Nếu mà bạn nào đam mê Samsung thì các bạn xúc em này giúp mình các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là siêu phẩm coi như là Galaxy S22 Ultra 5G này thì là giá ở cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 12 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá coi như là 11 triệu 500 nghìn đồng. Bên em sẽ giảm coi như là 500k đối với phiên live của ngày hôm nay bạn nhé. Đấy, phiên live của ngày hôm nay sẽ là còn 11 triệu 500 nghìn đồng cho bạn nhé. Rất là rẻ các bạn nhé. Về tiếp theo sang một sản phẩm khác của ngày hôm nay bên em thì là hôm nay bên em lại về được một mẫu máy coi như là phân khúc coi như là già cũng học sinh sinh viên các bạn nhé. Nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ người thân, hoặc các bạn để mua về để xài, hoặc các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn cứ xúc cho mình Oppo này. Nó thật Oppo là ăn chắc mặc bền, vừa dùng dài rất là ngon các bạn nhé. Phân khúc coi như là giá coi như là chưa tới 3 triệu đồng, con này của mình là dùng cực kỳ là ngon các bạn nhé. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm coi như là Oppo Reno 6Z 5G các bạn nhé. Đây, về cái ngoại hình con này của mình thì là máy còn rất là đẹp, máy thì còn là máy còn là trên 90%, máy màu đa sắc các bạn nhé. Thì mình sẽ đi sơ cua qua về cái cấu hình chi tiết cái con Reno 6Z 5G này các bạn nhé. Mình sẽ cho độ sáng lên nhìn cho rõ các bạn nhé. Con này của mình thì là phiên bản là có chip 5G, sóng 5G đời mới. Cấu hình sẽ là bộ nhớ trong sẽ là 128GB này. RAM sẽ là RAM 8GB. Trang bị của nó thì là pin của nó pin 4310mAh. Màn hình của nó thì là trang bị một màn hình AMOLED 6.4 inch, chạy chip Dimensity là 800. Đấy, camera trước sau thông số của nó cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào camera luôn cho bạn nhé. Nói chung là camera bọn Oppo thì nó nghiêng về selfie thì nó sẽ chụp ảnh trước sau rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Trang bị một màn hình AMOLED, camera đục lỗ âm màn hình các bạn nhé. Giá thì ở cửa hàng cái con này bên em đang bán với mức giá có như là 3.200.000. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá có như là 2.900.000 đồng. Đấy, một con Oppo Reno 6Z 5G các bạn nhé. Con này mình là hỗ trợ cổng sạc tai xi và jack tai nghe 3.5 các bạn nhé. Đấy, tài chính các bạn nào mà gì nhỉ, dưới 3 triệu đồng thì các bạn xúc cho mình con này về bao xài ngon cho bạn nhé. Mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì chấm hết các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về là sản phẩm này là sản phẩm Galaxy S20 FE 5G các bạn nhé. Thì hôm nay bên em lại về được cây này. Nói chung cũng ngoại hình thì con này của nhà mình thì ngoại hình của nó thì là viền của nó thì là hơi phẩy theo thời gian các bạn nhé. Viền cái con này của mình thì là viền hơi phẩy theo thời gian đấy. Thì vì là khách không dùng ốp ấy, đâm là viền cái con này là chỉ hơi phẩy theo thời gian thôi các bạn nhé. Viền hơi phẩy theo thời gian. Máy thì là màu xanh dương xanh đậm các bạn nhé. Màu xanh dương xanh đậm các bạn nhé. Con này của mình thì là màn hình của nó thì màn hình đẹp trắng sáng này.
thì mình sẽ đi sâu vào cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy S20 FE 5G của nhà mình các bạn nhé. Con này thì là bên em thì là phiên bản là của Hàn Quốc, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Phiên bản Hàn Quốc con này của nhà mình sẽ là chạy một sim một sóng các bạn nhé. Một sim coi như là vật lý luôn các bạn nhé. Thông tin pin con này của nhà mình thì là pin của nó thì là 4500 mAh. Con này của mình là chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 865, chip dòng. Chip này các bạn gánh game và chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. RAM của nó sẽ là RAM 6, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Tốc độ làm mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt, camera chụp ảnh thì chấm hết luôn. Nói chung là cái dòng này chụp ảnh thì bao nét mềm nẹt cho bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là siêu phẩm coi như là Galaxy S20 FE này thì là giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 4 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá có bao nhiêu nhỉ? 3 triệu 500 nghìn đồng. Bên em sẽ giảm trực tiếp coi như là 500 nghìn đồng vào sản phẩm luôn các bạn nhé. Đấy, năm 2024 thì là nhiều bạn cũng thắc mắc với mình là có nên đi mua hàng online không. Thì là theo lời khuyên mình là các bạn nên mua hàng online các bạn nhé. Tại vì mua hàng online các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn. Đây, ra cửa hàng các bạn được mất thêm 500 nghìn nữa. Đấy, tội gì các bạn phải ra cửa hàng các bạn nhé. Ship tận nhà, tận giường cho bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về một siêu phẩm của Apple các bạn nhé. Thì là trên tay bên mình đây là sản phẩm như là iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Cái con 11 Pro Max này của nhà mình thì là máy thì là rất là rẻ luôn. Máy zin lại rất là rẻ các bạn nhé. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset hay là gì to là thoải mái. Chỉ có như là mỗi coi như là iPhone lock thôi các bạn nhé. Và iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset lại iCloud thoải mái. Không iCloud ủng gì các bạn nhé. Reset thoải mái. Và tình trạng con này của mình là máy zin dead 100%. Đấy, máy zin từ lúc nguyên bản, từ lúc mới mua về các bạn nhé. Máy thì là vẫn còn nguyên áp suất các bạn nhé. Máy con này của mình thì là còn nguyên áp suất các bạn nhé. Nguyên áp suất luôn. Về tình trạng pin con này của mình thì là pin zin theo máy. Pin zin theo máy còn 80%. Pin khách chưa một lần thay các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà tài chính coi như là lanh quanh 6 triệu đồng quay về, các bạn mua con này quá là ngon các bạn nhé. iPhone 11 Pro Max con này mình phiên bản LLA, bộ nhớ trong là 64GB. Đây, phiên bản là không giới hạn sim. Về thì các bạn chỉ cần mua một cái sim ghép, các bạn lắp nữa vào là các bạn dùng như máy quốc tế luôn. Rất là ngon luôn các bạn nhé. Camera của iPhone thì chụp ảnh chấm hết rồi. Lúc nào của nó thì nó thật đấy. Lúc nào nó thật cái camera các bạn nhé. Đấy, giá thì là cực kỳ là rẻ. Bình thường ở cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 6.500.000. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá coi như là bao nhiêu nhỉ? 6 triệu đồng các bạn nhé. Bên em sẽ giảm coi như là tận 500 nghìn đồng cho con 11 Pro Max các bạn nhé. Đấy, về các bạn mua thêm sim ghép thôi, hết có 100 nghìn thôi là các bạn dùng thoải mái các bạn nhé. Đấy, bạn nào đang dùng mà máy iPhone lock rồi mà đang dùng sim ghép rồi thì các bạn cứ xúc cho con này cho mình, dùng cực kỳ là ngon. Nếu mà các bạn nào học sinh sinh viên, các bạn mà tài chính thấp thì các bạn có thể mua nhắc con này các bạn nhé. Máy ngon con này bây giờ cũng là phải đến mức 89 triệu đồng rồi. Các bạn mua con này 6 triệu các bạn tiết kiệm được tận 2 triệu các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Pin này các bạn dùng thêm 1 năm nữa rất là ok các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về một, cũng là một siêu phẩm của Samsung đời trước các bạn nhé. Đấy, thì là giá cái con này của mình là giá cực kỳ học sinh sinh viên các bạn nhé. Tình trạng con này là màn của nó thì là chỉ bị một lỗi đường lỗi sọc xanh thôi các bạn nhé. Đấy, màn cái con này của mình thì chỉ bị một lỗi đường sọc xanh này. Đây, lỗi một cái đường sọc xanh mờ đấy các bạn nhé. Đấy, sọc xanh các bạn nhé. Đấy, giá thì lại rất là rẻ các bạn nhé. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm như là Galaxy A71. Con này của mình là phiên bản là công ty, hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Pin thì là pin 4500 mAh. Dòng này sẽ chạy chip Snapdragon là 730 các bạn nhé. RAM thì là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Màn hình của nó thì trang bị một màn hình OLED 6,7 inch Full HD cộng. Camera trước sau con này của mình cũng cực kỳ sắc nét các bạn nhé. Dòng này của nó thì là camera đục lỗ âm màn hình rất là ngon các bạn nhé. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý sinh viên luôn. Về ngoại hình con này của mình thì máy còn là 90% các bạn nhé. Ngoại hình thì máy còn 90% thôi. Chỉ duy nhất coi như là mỗi là màn sọc các bạn nhé. Tất cả chức năng được ngon hết, ok hết các bạn nhé. Chỉ mỗi màn sọc thôi. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm cũng như là Galaxy A71 này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá coi như là bao nhiêu nhỉ? 1.500.000 đồng. Đấy, tài chính các bạn nào là 1.500.000 đồng mua về để dùng máy phụ nghe gọi các kiểu rất là ngon các bạn nhé. Mua về để xài coi như là máy phụ, hoặc các bạn mà quan tâm không quan tâm về vấn đề mà màn sọc đấy, các bạn không khó tính cho lắm, mua về chơi game, xem phim, nghe nhạc, YouTube các kiểu thì các bạn xúc cho mình con này quá ngon luôn các bạn nhé. Loa thì nghe to sướng đấy,
nghe cực kỳ là sướng các bạn nhé, nghe cực kỳ là sướng luôn. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho bạn nhé. Đấy, giá quá rẻ các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là 1.500.000 cho bạn nhé. Đấy, tài chính các bạn nào 1.500.000 thì các bạn phải xúc em này giúp mình các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái buổi phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone X các bạn nhé, iPhone XS các bạn nhé. Đấy, XS giá thì chung là cực kỳ học sinh sinh viên các bạn nhé. Cái con này thì mình sẽ đổi sang tiếng Việt, mình vừa active lên đấy thì mình chưa kịp đổi sang tiếng Việt các bạn nhé. iPhone thì nó full hết ngôn ngữ nhé, tất cả dòng máy bây giờ nó full hết ngôn ngữ các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ đổi coi như là ngôn ngữ tiếng Việt cho bạn nhé, để các bạn mình giới thiệu các bạn cũng như dễ luôn. iPhone XS các bạn nhé. Về cái ngoại hình của iPhone XS này của nhà mình đấy, quên em chưa ghi giá vào các bạn nhé. Ngoại hình con iPhone XS này của nhà mình thì về ngoại hình thì máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Máy cũng còn là trên 90% các bạn nhé. Máy thì còn là trên 90%. iPhone XS này của nhà mình thì là cái con này của mình thì là phiên bản là gì nhỉ, phiên bản LLA này. Bộ nhớ trong sẽ là 64GB, phiên bản là không giới hạn SIM các bạn nhé. Tình trạng con XS này của nhà mình thì là mình sẽ bao cho bạn là nguyên zin nguyên bản, chưa sửa chữa hay chưa thay thế gì các bạn nhé, nguyên zin nguyên bản luôn. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset hay là gì to là thoải mái, không iPhone lock hay là iCloud ẩn các bạn nhé. Và cái con này của mình là pin của nó thì là còn 89%, pin rất là ngon luôn bạn nhé. Nói chung là pin 89 thì các bạn về dùng coi như là 2-3 tầm 2-5 nữa thoải mái nhé. Pin 89% bạn về dùng 2-5 nữa thoải mái. Con này thì mình sẽ bao bạn như là zin từ A đến Z. Các bạn chỉ cần phát hiện là sửa chữa rồi, bên em sẽ tặng máy luôn các bạn nhé. Đấy. Các bạn mang ra cửa hàng coi như là gần nhà ấy mà phát hiện con này sửa chữa rồi, bên em sẽ tặng máy luôn. Giá cửa hàng thì bên em đang bán với mức giá coi như là 4.500.000. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con iPhone XS này của nhà mình thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá coi như là 4 triệu đồng bạn nhé. iPhone XS này giá sẽ là 4 triệu đồng cho bạn nhé. Phát hiện sửa chữa bên em sẽ tặng luôn máy các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về là sản phẩm này, là sản phẩm như là Realme Q các bạn nhé. Realme Q phân khúc coi như là hơn triệu. Đấy. Phân khúc hơn triệu. Realme Q phân khúc hơn triệu các bạn nhé. RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, màn hình của nó thì là 6,3 inch Full HD cộng. Pin con này của nhà mình để mình sẽ xem là pin mấy nghìn các bạn nhé. Pin của nó thì là pin 4.000 các bạn nhé. Dòng này của nó là pin 4.000 các bạn nhé. Đấy, giá thì là cửa hàng sẽ là 1.500.000 đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ bán cho bạn với mức giá coi như là 1.300.000 các bạn nhé. Đấy, Realme Q giá sẽ là 1.300.000 cho bạn nhé. RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Realme Q giá sẽ là 1.300.000 các bạn nhé. Đấy, rẻ được 200.000 đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được tiếp tục được sản phẩm này là sản phẩm như là Galaxy A13 các bạn nhé. Galaxy A13 này của nhà mình thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này của mình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhé. Galaxy A13 ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, rất là đẹp các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy A13 này của mình. Con này thì là bên mình thì là phiên bản là công ty, hỗ trợ 2 sim 2 sóng, 2 sim vật lý luôn các bạn nhé. Thông tin pin sẽ là pin 5.000. Màn hình của nó thì là 6,5 inch các bạn nhé. Cấu hình cái con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 6 này. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Đấy, camera của nó thì là chụp ảnh trước sau rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, RAM 6 bộ nhớ trong sẽ là 128GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6 bộ nhớ trong là 128GB. Giá thì là cửa hàng thì là bên em đang bán với mức giá coi như là 3 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Galaxy A13 phiên bản là RAM 6 này thì là bên em sẽ thanh lý cho bạn với mức giá coi như là 2.700.000 đồng. Bên em sẽ giảm coi như là 300k cho bạn nhé. Đấy. Bên em sẽ giảm coi như là 300k cho bạn với mức giá là 2.700.000. Các bạn mua con Galaxy A13 này, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì chấm hết luôn. Quá là ngon các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm này là sản phẩm có như là Galaxy Note 10 cộng, Note 10 Plus thì các bạn nhá. Đấy, cái con này thì bên em giá rất là rẻ luôn. Cái con này của nhà mình thì là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, sóng 5G đời mới, phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ một sim các bạn nhé. Chỉ một sim các bạn nhé. Pin con này của nhà mình là pin 4K3, màn hình của nó thì trang bị một màn hình AMOLED 6,8 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K+ các bạn nhé. Cấu hình sẽ là cực kỳ là khủng, RAM 12,
bộ nhớ trong sẽ là 256GB. Màn hình thì con này mình màn hình đẹp trắng sáng đây. Về ngoại hình thì là máy màu đa sắc, máy thì còn rất là đẹp bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là ở cửa hàng thì là bên mình đang bán với mức giá coi như là 5 triệu đồng, nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá có bao nhiêu nhỉ, 4.800.000 đồng. Các bạn rẻ được thêm là 200.000 đồng nữa các bạn ra cửa hàng các bạn nhé. Galaxy Note 10 cộng, con này của nhà mình là chỉ là cái bút của nó ấy, thì là tất cả là vẽ vời bình thường các bạn nhé. Bút con này của nhà mình thì là bút vẽ vời hay là bay nhảy là bình thường. Chỉ duy nhất cái nút bấm chụp ảnh này thì nó của nó thì là sẽ là bị liệt cái nút bấm chụp ảnh, bị chết cái lúc bấm chụp ảnh các bạn nhé. Các bạn sẽ không bấm chụp ảnh nữa, còn các bạn vẽ viết hay là vẽ vời rất là ngon luôn. Nhà các bạn nào có các em nhỏ mua về học các kiểu, các bạn dùng con này cực kỳ là sướng các bạn nhé. Giá sẽ là 4.800.000 cho bạn nhé, Galaxy Note 10 Plus. Đấy, màn hình trắng sáng đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm này là sản phẩm như Galaxy S21 cộng 5G các bạn nhé. Một mẫu máy coi như là phân khúc coi như là loanh quanh 5 đến 6 triệu đồng quay về, cực kỳ là ngon các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là về ngoại hình thì máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Ngoại hình thì máy còn là trên 90% này, 1910 luôn các bạn nhé. Mặt lưng nhám, chống vân tay, chống bẩn cực kỳ ok các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là màn hình đẹp của nó thì là màn hình đẹp trắng sáng này. Đấy, màn hình đẹp trắng sáng các bạn nhé. Cấu hình cái con này của mình sẽ là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ 2 SIM các bạn nhá. Một SIM vật lý và một SIM eSIM. Thông tin pin sẽ là pin 4800 mAh. Dòng này sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 888 5G các bạn nhá. RAM sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và camera của nó thì là chụp ảnh rất là sắc nét luôn. Trước sau selfie thì bọn này chấm hết luôn các bạn nhá. Cái dòng này thì là trang bị một màn hình AMOLED 6.7 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng các bạn nhá. Giá cửa hàng thì bên em đang bán với mức giá coi như là 6.200.000, nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là sản phẩm này thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá bao nhiêu nhỉ, 5.900.000 đồng. Đấy, 5.900.000. Đấy, bên em sẽ giảm coi như là 300.000 các bạn nhé. 5.900.000 so với giá cửa hàng các bạn nhé, rất là rẻ chỗ đấy các bạn nhé. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay, thì các bạn ưng sản phẩm nào thì các bạn phải liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video của mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào clip lần sau các bạn nhé. Bye bye.